Cận cảnh loài chim khốn nạn nhất Việt Nam chưa mở mắt nhưng đã biết tấn công giết hàng loạt chim non để chiếm tổ. Ngay từ trong trứng nước, chim tu hú con đã có bản năng của loài chim ác quỷ. Vào mùa sinh sản, chim tu hú mẹ sẽ tìm kiếm cho mình một chiếc tổ của loài chim khác. Nó sẽ nhảy vào tổ để một quả trứng của mình lẫn vào. Do trứng tu hú có kích thước tương đương và hoa văn gần giống nên vợ chồng chim bị đẻ nhờ không thể phát hiện ra. Vừa ra đời, chưa kịp mở mắt, chim tu hú đã dùng mỏ tấn công các chim non khác trong vòng 1 giờ sau khi nở. Sự tấn công liên tục, nó dùng đầu nhọn của mỏ cắn và lắc kẻ thù giống như một con mãnh thú săn mồi. Cho đến khi chim non nằm bất động thì nó mới từ bỏ mục tiêu và chuyển qua chim non khác. Khi tất cả chim non chủ nhà bị chết, nó ngang nhiên trở thành con cưng của chim bố mẹ nuôi. Lúc này, không ai có thể cạnh tranh thức ăn với nó, cộng thêm khả năng bắt chước các cuộc gọi than đói để kích thích chim bố mẹ mớm mồi. Khi đã đủ lông đủ cánh, nó sẽ bay đi không một lời hàm ơn kẻ nuôi dưỡng nó thành thục. Khi tất cả chim non chủ nhà bị chết, nó ngang nhiên trở thành con cưng của chim bố mẹ nuôi. Lúc này, không ai có thể cạnh tranh thức ăn với nó, cộng thêm khả năng bắt chước các cuộc gọi than đói để kích thích chim bố mẹ mớm mồi. Khi đã đủ lông đủ cánh, nó sẽ bay đi không một lời hàm ơn kẻ nuôi dưỡng nó thành thục. Cuộc đời đau thương của loài chim yến, hãy đọc trước khi giết chúng để lấy tổ. Có một lần lâu lắm rồi, tôi có gặp người bạn nói, ngày xưa ở Việt Nam trước năm 75, có lần ông trúng thầu để lấy tổ yến. Sau lần đó, ông giải nghệ luôn vì thấy ác độc quá. Ông nói tội lắm cô ơi, đôi khi phải vứt trứng yến hay chim non xuống biển để lấy tổ. Chim mẹ bay về quanh quẩn nơi tổ yến đã mất kêu thảm thiết lắm. Nghe ông nói mà tôi ứa nước mắt thương cho con chim mẹ. Câu chuyện dây dứt lòng người, xé gió biển, đôi cánh nhỏ dang rộng hết cỡ, lượn lên mất hút trên không trung, rồi bất thần lao xuống hết dốc lực. Chẳng có gì ngăn cản nổi, yến mẹ lao đầu vào vách đá dựng đứng, để lại trên vách núi vệt máu tươi uất nghẹn và tiếng kêu khản đạt xé lòng của chim trống. Cảnh tượng đó lặp đi lặp lại trong những ngày vào mùa. Mùa mà một loài hân hoan trên sự chết chóc đau thương của một loài khác, mùa khai thác tổ yến, yến sống trung thành, chết thủy chung. Một đôi yến khi đã sống cùng nhau là trọn đời trọn kiếp, khi đã xây tổ ở đâu là vĩnh viễn không dời đi nữa. Tập tính đó giết hại yến, người vẫn thầm ngưỡng mộ và tự hỏi, trong hàng trăm ngàn chim yến bay rập biển kia mà vì sao các cặp đôi không bao giờ nhầm lẫn, không đời nào lan chạ, hàng vạn tổ yến can đặt trên vách đá đó mà yến luôn về đúng nhà của mình. Không bao giờ chiếm tổ của yến khác, rồi người lợi dụng triệt để đặc tính này để dụ yến, nuôi yến, lấy tổ yến và vô tâm nhìn xác yến. Nếu không may gặp một thợ hái tổ không chuyên hay thiếu kinh nghiệm, không chừa lại một phần tổ hoặc lấy đúng chiếc tổ của yến sắp sinh, chim mẹ sẽ trở về trong tình trạng mất tổ. Không chịu nổi đau đớn vì cơn chuyển dạ, yến sẽ quẩn và chọn cách gieo mình vào vách núi, chính nơi đã xây mái ấm để quyên sinh. Đa số chim yến trống sau đó bay lượn điên cuồng, kêu gào thảm thiết, rồi lao thẳng vào đúng chỗ vợ chết. Nên các vệt máu khô buồn in lại trên vách đá lạnh lẽo thường là vệt đôi bên nhau, thậm chí là chồng lên nhau. Nếu không tự tử, chim yến trống sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Xưa, kẻ cùng đinh mạc vận mới phải ra nơi heo hút, leo trèo nguy hiểm tìm hái tổ yến để mong đổi đời. Thường thì khi có chút vốn, họ bỏ nghề và làm ăn sám hối. Họ không đời nào muốn con cái tiếp tục cái việc quá sức mạo hiểm, quá sức thất đức, và đó là lý do không có nghề lấy tổ yến gia truyền là vậy. Nay, lòng tham con người vô cùng vô tận. Tạo hóa không ban phát cho ai tất cả, loài chim hiền hòa xinh đẹp và thủy chung đó lại có đôi chân cực ngắn và mềm yếu. Yến dường như không thể đậu trên mặt đất, yến treo thân trên vách treo leo lúc đêm về, còn lại gần như bay suốt, liên tục từ 12 đến 15 giờ mỗi ngày. Săn mồi và ăn trong khi đang bay, ngủ trong lúc đang bay, thậm chí là làm chuyện vợ chồng trên không trung. Bù lại, mẹ thiên nhiên dạy yến cách sinh tồn, mách bảo yến sống trên cao, làm tổ nơi vách núi thẳng đứng, hẻo lánh và trơn trượt.
hòng tránh loài ăn thịt hiểm ác như rắn hay cú vọ. Có điều, ngay cả thiên nhiên cũng không biết được có loài ăn tạp còn tàn độc hơn thú dữ. Loài có thể chinh phục bất cứ núi cao vượt sâu hiểm trở nào hầu nhét cho đầy lòng tham tanh tưởi. Loài đã làm những cuộc tàn sát đẫm máu mang tên yến sào. Yến chống chọi để tồn tại, tạo hóa không đành lòng diệt vong một biểu tượng của tình yêu và tình mẫu tử. Trong thiên nhiên hoang dã, chắc yến là loài duy nhất được mệnh danh rút ruột cho con nhờ đặc tính làm tổ bằng nước dãi. Cả chim mẹ và chim cha cùng nhau xây tổ. Nước dãi kết dính cây cỏ và chính những chiếc lông rút ra đau đớn thành chiếc tổ kỳ diệu. Con người ranh mảnh khi lấy tổ yến đã cố tình trừ một ít, yến hồn nhiên quay lại, dãy không đủ cho mùa sinh nên thổ huyết ra xây. Tước lông đến sơ rơ đôi cánh, trơ da thịt trân mình chịu đựng cơn gió biển rít buốt đến xương tủy. Cho đến chết đi rồi, yến vẫn không thể hiểu được một số giống người mang rợ hoan hỷ gọi đó là hồng yến. Cuộc đời loài chim yến hiện nay thật quá thương tâm vì lòng tham và sự tàn nhẫn của con người chưa từng giảm bớt. Hãy dừng lại việc nuôi yến, bán tổ yến cho đến tiêu thụ các sản phẩm từ chim yến. Nhưng nào quả đấy, nếu mình phá hoại nhà cửa của người ta, chia rẽ gia đình người ta, cướp đoạt cái mà chẳng phải thuộc về mình, ăn nuốt vật phẩm dựa trên máu, nước mắt và sinh mạng của chúng sanh, thì tương lai gia đình mình, con cháu mình và cá nhân mình chẳng lẽ không bị quả báo tương tự hay sao? Vì vậy, trước khi làm điều gì, hãy nghĩ đến hậu quả của nó. Từng nổi tiếng với câu chuyện Cả làng ăn đất được xếp vào hàng chuyện lạ Việt Nam, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc đã trở thành cái tên quen thuộc với giới nghiên cứu khoa học, địa chất, văn hóa. Đến nay, những khám phá về tục ăn đất cùng với tác động của món ăn này đến cơ thể con người đến đâu vẫn chưa có lời giải cuối cùng. Và dù không còn phổ biến như trước, nhưng món đất vẫn không thể thiếu trong bữa ăn của một số gia đình tại đây. Đến tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Lập Thạch, nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên khi những đứa trẻ trong làng nhắc đến món bánh ngói nổi tiếng của vùng đất núi này. Lạ, bởi từng nghe nơi đây nổi tiếng với tục ăn đất, nhưng món bánh ngói lại ít được nhắc tới. Hỏi ra mới hay, món ăn ấy chính là tên gọi khác của món bánh đất đặc sản nổi tiếng khắp cả nước, chỉ có ở vùng Lập Thạch. Khi câu chuyện lạ Cả làng ăn đất được báo chí đăng tải và được công nhận là chuyện lạ Việt Nam, người dân nơi đây phải tập làm quen với những cuộc viếng thăm của khách phương xa. Định đến tìm hiểu về cách ăn đất à, chẳng có gì đâu, cứ cầm lên và ăn thôi. Thấy bộ dạng lạ của chúng tôi, người đàn ông trung niên ngồi trong quán nước gần đó nói vẳng lại và lấy ra một vật có hình thù lạ. Chưa kịp hỏi lại, người đàn ông đã cầm vật giống như cục đá, bỏ vào miệng và ăn ngon lành trước mắt chúng tôi. Mấy người ngồi xung quanh thấy vậy cũng cười sảng khoái. Đó là món đất, thứ mà chúng tôi vẫn dùng để ăn, giống như người ta ăn sắn, ăn cơm vậy. Dù đã được biết đến tục ăn đất của người dân địa phương nơi đây, nhưng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, nhiều người trong chúng tôi vẫn thấy khó tin. Ở đây trẻ con cũng ăn món này như ăn kẹo, không nhà nào trong làng là không biết đến món đặc sản này. Ông Trần Văn Ngôn, 60 tuổi, người chỉ dẫn cho chúng tôi khẳng định. Khi được hỏi, ông Ngôn cho biết, tục ăn đất ở đây đã có từ rất lâu, không ai nhớ rõ. Chỉ biết rằng, thế hệ các ông sinh ra đã thấy người lớn ăn đất và từ nhỏ các ông cũng được nếm thử vị đặc sản quê. Ngồi kế bên, anh Nguyễn Công Hoài, 28 tuổi, không tỏ ra mặn mà lắm với món ăn, song cũng biết về lịch sử của đặc sản quê hương. Nhiều người cho rằng, cách đây chừng chục năm, khi thị trường chưa có nhiều đồ ăn, thức uống như bây giờ, cả thị trấn Lập Thạch được biết đến là chợ đồ ăn đất lớn nhất của khu vực các tỉnh phía Bắc. Thậm chí qua chế biến, người dân nơi đây còn làm cho những tảng đất trở thành món bánh đất, bánh ngói khá nổi tiếng của vùng. Khi chúng tôi cho rằng tục ăn đất tại địa phương giờ đã mai một, ông Nguyễn Ngọc Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Lập Thạch, lý giải. Tục lệ này nay chỉ còn ở một số gia đình, người dân, chủ yếu là người cao tuổi, không từ bỏ thói quen cũ. Khoảng 20-30 năm trước, đất ăn được bày bán tràn lan ở chợ, chợ nào cũng có gian hàng bán đất như bán rau, bán thịt, ông Nghĩa cho biết. Theo ông Nghĩa, Lập Thạch từng là đầu mối cung cấp đất ăn cho rất nhiều địa phương khác,
trong ngoài Vĩnh Phúc như Tam Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Lâm Thao, Phù Ninh, Phú Thọ, xa hơn là ở tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang cũng tìm về mua ăn. Đã một thời, Lập Thạch có món bánh đất ăn nổi tiếng vì độ dẻo, lạ, ngậy, vị chủ tịch cho hay. Trong câu chuyện, vị chủ tịch thị trấn Lập Thạch kể cho chúng tôi nghe những mẩu chuyện vui đến từ chính tục ăn đất của người dân. Theo ông Nghĩa, Lập Thạch vốn là vùng đất núi, nhiều đồi. Tuy nhiên cách đây vài năm, đến bất cứ đồi đất của gia đình nào cũng thấy nhiều hang sâu. Đó là những nơi người dân moi đất để ăn. Bởi đất ăn tại đây không phải là thứ đất thông thường ngoài vườn, ngoài ruộng. Để lấy được loại đất ăn này, người dân nơi đây phải đào sâu xuống lòng đất gần chục mét. Đến khi gặp những vỉa đất màu trắng, tinh khiết như những cục phấn, như ruột củ sắn, có vân thì đó là đất ăn được. Thậm chí người ta còn đào xuyên thành những đường hầm trong lòng đất giống như đào vàng. Nhiều khu đồi tại đây rộng ruột cũng là vì thế. Một thời, người dân còn ăn nhẵn cả mấy quả đồi, vị chủ tịch nói vui. Trước hiện tượng người dân ăn đất từng diễn ra phổ biến tại Lập Thạch, nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong lĩnh vực địa chất, văn hóa đã tổ chức khảo sát, hội thảo và lý giải về hiện tượng này. Các phân tích cho rằng, món đất này chứa nhiều canxi nên những người thiếu canxi, thiếu sắt, tìm ăn để bổ sung vi chất cho cơ thể thường là các bà bầu, người già. Do ăn quen miệng rồi bị nghiện, cộng với điều kiện xưa còn thiếu thốn nên nhiều người vẫn giữ thói quen này tới lúc già. Vị chủ tịch thị trấn nhớ lại, khi khu thị trấn nhỏ bé bỗng nhiên trở nên nổi tiếng với hiện tượng ăn đất, ăn ngói, nhiều người già tại địa phương đã được mời ra Hà Nội để tham dự hội thảo và trực tiếp biểu diễn chế biến ăn đất. Cụ Nguyễn Thị Lạc là một trong những đại diện được mời tham gia giới thiệu về tục ăn đất ở Lập Thạch. Sau khi chế biến, những thỏi đất nạc, bùi nhất được cụ đưa ra mời đại biểu. Khi ăn ai nấy đều ngạc nhiên bởi đất không hề có sạn và vị ngai ngái. Dù cụ Lạc đã mất cách đây vài năm nhưng nhắc đến tục ăn đất, nhiều người vẫn nhắc đến cụ. Tuy nhiên, cũng sau sự việc đó, nhiều người lại thi nhau kéo về làng tìm hiểu. Thậm chí, nhiều người còn tò mò hỏi mua đất. Bán được tiền, dân địa phương thi nhau đào đất, thành thử nhiều quả đồi đã bị khoét vẹt đi. Ngọn đồi Bò Vàng thuộc địa bàn Tổ Thống Nhất là một ví dụ điển hình. Nếu như nhiều quả đồi đều có đất ngói, nhưng chỉ là ngói dắt, lẫn nhiều tạp chất, thì đồi Bò Vàng nhiều đất nạc, vừa béo lại không sạn, không chát. Có thời điểm, nhu cầu sử dụng đất ăn lớn, người dân đua nhau đi đào đất, khiến ngọn đồi không còn lành lặn. Nhằm hạn chế tình trạng xói mòn, nguy hiểm khi người động vật đi lại trên đồi có thể sa xuống hố, chính quyền đã yêu cầu người dân phải lấp lại những hố đào và cấm việc đào bới đất như vừa qua. Giờ đây khi câu chuyện về chiếc bánh đất, bánh ngói không còn xa lạ, thì tại quê hương của món bánh này, những người gắn bó với nó cũng không còn nhiều. Cụ Khổng Thị Nồi, Nguyễn Thị Lạc vẫn được nhắc đến là những người có quan hệ gắn bó lâu đời nhất với tục ăn đất của làng. Các cụ đã ăn đất cho tới lúc cuối đời. Ở vào tuổi ngoài 80, nhưng vợ chồng bà Khổng Thị Biện, Khổng Văn Loa vẫn giữ thói quen ăn đất. Con cháu bà cũng duy trì thói ăn này. Trong ngôi nhà lụp xụp còn nguyên vách đất, vợ chồng bà Biện tiếp chuyện chúng tôi khá cởi mở. Dù ở tuổi cổ lai hy, nhưng sức khỏe của hai vợ chồng bà vẫn rất đáng nể. Nhờ ăn bánh ngói đấy, bảo mình nhịn cơm thì được đôi bữa, chứ nhìn ăn ngói thì chịu thôi, bà Biện cho biết. Trong câu chuyện mà những nhân chứng gắn với món bánh đất kể, có không ít chuyện kỳ thú gắn liền với nét văn hóa, tín ngưỡng mà người dân địa phương nơi đây còn lưu giữ. Không để chúng tôi phải chờ lâu, bà Biện lóc cóc bê ra ít đất đã đào sẵn và mời chúng tôi ăn. Thấy chúng tôi có vẻ ngần ngại, bà Biện liền với lấy một miếng đưa lên miệng ăn ngon lành. Ăn đất từ năm 20 tuổi, đến nay đã có trên 60 năm ăn món ăn này, bà Biện cho biết. Cách thức chế biến đất thành ngói để ăn cũng khá đơn giản. Đất sau khi được đào về, cắt thành thỏi vừa miệng, sau đó cho vào rổ, đặt lên bếp kiềng, rồi châm lửa vào rơm ẩm để lấy khói. Khói rơm sẽ quyện lấy những cục đất trong rổ độ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Khi cục đất trắng xóa chuyển sang màu ám khói vàng nhạt thì ăn được. Tuy nhiên để món ăn có mùi vị đặc biệt, hấp dẫn hơn, người ta cũng có thể cho thêm gia vị như rải các loại lá như lá sim, lá ổi xuống dưới đáy và phủ lên mặt rổ đựng đất trước khi nướng.
Nhà tôi chỉ làm kiểu này khi bán cho khách vì đòi hỏi độ hấp dẫn cao. Chứ bình thường thì làm đơn giản thôi, mình ăn quen rồi, bà Biện cho biết. Theo bà Biện, tục ăn đất có từ bao giờ, thế hệ trước cũng không rõ. Nhưng từ năm 1945 thì đã có nhiều người ăn. Đặc biệt, theo bà Biện, những người ăn bánh ngói đều có tuổi thọ khá cao. Người thấp tuổi thì cũng thọ đến 80, trường thọ thì 100 tuổi và hơn thế nữa. Với gia đình bà Biện, như đã trở thành một lệ quen, cứ mỗi khi gia đình có đám, món bánh ngói luôn là thành phần không thể thiếu. Từ xa xưa, ông cha đã ăn món ăn này, nên trong giỗ lễ Tết càng không thể thiếu được bánh ngói, bà Biện cho hay. Trong ký ức của chị Nguyễn Thị Khuyên, con dâu bà Biện, khi chị làm dâu nhà bà Biện năm 1989, cảnh chợ bánh ngói vẫn diễn ra tấp nập. Chị cũng là một trong những người bán bánh ngói cuối cùng của đất Lập Thạch.